Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Tối Có Đây. Rất vui khi làm trong series Run City và xin vào ngày tốt lành và niềm vui trong cuộc sống, xin thành cảm ơn. Rồi, và ngày hôm nay thì nói chung là mình đã mở xong rương và trứng là ở bên là nick series rồi. Giờ chúng ta sẽ sang bên nick phụ, nick chính nha các bạn. Thì đây là nick chính của chúng ta, thì là nick mà chúng ta gọi là chơi đầu tiên đấy, chứ không phải là nick mà chúng ta hay chơi trong series đâu. Thì ở đây chúng ta có cuộc đua Eric. Thì bạn top 1 đang là ở lắp 9 các bạn. Nói chung thì mình cũng không có nhu cầu là đều top 1 ở bên nick này, cho nên chúng ta sẽ dừng lại tại đây nha các bạn. Ở bên nick series thì mình sẽ cố gắng để nói chung thì để có thêm một chút rồng Helric trong chuyến hành trình series của chúng ta phải không nào? Ok, và ở đây thì chúng ta cũng đã trải qua một khoảng thời gian rất là dài và cố gắng miệt mài để tới bây giờ thì chúng ta đã có thể là có được cái vật phẩm item cuối cùng, chính là những cái Dragon Photo để mà chúng ta có thể làm mở những cái móc vật phẩm là như thế này. Đấy, rất là trân quý không các bạn. Thì về những cái bên đây thì chúng ta có 57, bên Nick Series chúng ta có 61. Về những cái chiến thuật khi mà chúng ta mở rương và ngày cuối cùng, chúng ta có nên là sử dụng rương game để bù vào những móc vật phẩm hay không, thì trong video trước mình cũng có nói rồi. Đây thì mình nói lại sơ sơ thôi nha, là các bạn cảm thấy là các bạn gần tới được với lại móc như là móc quả trứng Vamir nè, hay là móc 200 Orb Legend, hoặc có thể là móc 220 là Orb Soccer, thì các bạn có thể là sử dụng bỏ game vào, là chúng ta sẽ mua một cái rương với giá là 60 game nha các bạn. Đây, một cái rương với giá 60 game. Điều gọi là kiểu đặc biệt ở đây là chúng ta sẽ có được một cái phần trăm rất lớn, là chỉ có 10% thì mở ra 1 thôi, còn lại chúng ta có thể là mở ra 2, 3 và 10% sẽ là mở ra 5. Cho nên chiếc rương này rất là ngon nha các bạn, không là không sợ để chúng ta mở những cái lần mà chúng ta ra được có 1, vì tỷ lệ rất là thấp để mà chúng ta mở ra 1. Đấy, đó là lý do tại sao mà mở ra 1 nó lại khó như vậy. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành mở rương nha. Đối với lại rương này thì đây các bạn, chúng ta sẽ có đầu tiên là chú rồng Gandy, một chú rồng có thể là copy chiêu thức, có một cái skill gọi là cái skill của những chú rồng Vamir, thì skill đầu tiên là hút máu, thì chú rồng nào cũng giống như nhau rồi, tùy vào hệ và gọi là sát thương sức mạnh là như sao thôi. Nói chung là sát thương là 2k nhưng mà hệ là mạnh yếu gì đó để mà có một cái lượng đam cụ thể, nó sẽ có lẽ là cao hay thấp hơn so với lại mức sát thương. Thì đó, còn lại là chúng ta sẽ phụ thuộc vào skill đặc biệt thứ hai. Đây thì skill băng là skill một tấm gương sao chép lại skill của đối thủ cho các bạn, là đối thủ cho đánh là skill hệ gì đó chúng ta sẽ sao chép lại. Và đây là chú rồng Usurper các bạn, một chú rồng rất là ngầu với hai cái móng gọi là người sói, chúng là cào cấu của mình, và hệ đầu tiên cũng là hệ la gạch, nhưng mà anh ấy thì sử dụng cho mình một skill là đánh một phát rồi đổi chỗ cho đồng minh các bạn. Nói skill này thì không có khả dụng cho lắm, tại vì đánh một cái đổi chỗ cho đồng minh thì cũng không có khác gì nhiều là để cho chúng ta gọi là nhận sát thương phải không nào. Nếu như gọi là chúng ta mới vào chúng ta đánh rồi đổi chỗ cho đồng minh nào gọi là đồng minh yếu á, thì chúng ta gọi là cản được một lần sát thương thì không nói gì, nhưng mà với skill này thì khó để mà chúng ta có thể là tiếp cận những cái chiến thuật của chúng ta đó các bạn. Đây, còn đây là vị tướng là Hexa Vamir, cũng là một trong những chú rồng Vamir mà mình nghĩ là thuộc phái nữ đó, và có được một cái skill cũng khá là mạnh. Nó thì hơi xui thôi, là skill hệ bóng tối này khác với là skill của chú rồng Lust God, thì skill này sẽ gây ra một lượng đam rất to, gọi là đam liên hồi đó các bạn, có thể là từ 3 tới 6, mà hên thì 6, xui thì 3, còn trung bình thì 4-5. Nói chung là như vậy, đam có thể là to hay thấp, thì nói chung là bình thường đã đam cao rồi, nhưng mà nếu để mà áp dụng vào chiến thuật thì cũng khá là hên xui, vì chúng ta không thể tính toán được một cái lượng đam cụ thể hay là một cái móc sát thương nào đó để mà chúng ta có thể là lên kế hoạch được. Thì điều đó khiến cho chú rồng Hexa chúng ta trở nên gọi là kiểu như là không có ngon bằng chú rồng Bright Full các bạn. Thì đó là một cái điểm trừ cho chú rồng Hexa này. Tuy nhiên thì đam vẫn cao và cũng thuộc chú rồng top ngon nha. Còn về chú rồng Raifu, mặc dù chúng ta bị mất máu nhưng mà chỉ mất khoảng tầm 1/4 thôi,
và 1/4 lượng máu đó thì nó có thể là khá là cơ động và ứng biến. Bù đó là sát thương cao và skill hồi nhanh nữa. Đó là những cái điểm cộng cho chú rồng Rifle các bạn. Và bây giờ là chú rồng Sinfu. Sinfu thì là một trong những chú rồng mà thuộc ở trong bốc, cho nên sức mạnh của nó cũng có được một cái sự đáng kể là skill không bị khắc chế nè. Và có một cái skill gió thì nó sẽ giúp chúng ta là Assatun lại có thêm một lượt đánh nữa. Nó cũng có tính chiến thuật khá là cao, nhưng mà skill gió thì đam hơi là yếu, và nếu xét về khắc chế thì chỉ khắc chế được chiêu gió thôi, cho nên cũng không phát huy được nhiều là công năng cho lắm. Đấy là theo nhận xét của mình nha các bạn. Và chú rồng Bio thì chúng ta là có ở những nick khác rồi. Chú rồng Bio này thì chúng ta sẽ có là hệ, nói chung là đấu sĩ Random, một cái skill bất kỳ của trong dàn skill Vampire đó các bạn. Còn đây là chú rồng Evinert thì với skill đinh ốc của mình, skill hệ thép đó, anh có thể là tấn công vào gọi là phân chia sát thương cho tất cả chú rồng bên kia. Chung là lượng đam ta bị phân chia đó, thích hợp với chúng ta gọi là phá giáp của những cái rồng Titan thôi. Đấy, và Grudner thì với skill hệ đất là lượng máu của chúng ta càng thấp thì đam càng cao. Tuy nhiên thì khi mà sử dụng ở cái trạng thái đó thì lượng máu chúng ta gọi là mất nhiều rồi. Sợ chúng ta sử dụng trong chiêu chúng ta rất có thể là đi luôn các bạn. Và đây là cho rồng Wadafu, skill hệ lửa. Mà skill hệ lửa này thì sát thương cũng không gọi là mấy là cao hơn, nhưng mà gọi là cao lắm, nhưng mà nó gọi là random, kiểu như là nó đã vậy rồi mà nó còn gọi là đánh bất kỳ nữa, nên chú rồng này gọi là khá yếu cho các bạn. Rồi, ok. Thì trong đối với lại nick chính của chúng ta thì chúng ta đã có những rồng Vampire, đó là hồi trước thì chúng ta đã mở ra Rodner này, anh em của cái rồng Rifle, có Rifle rồi có Rodner này. Rifle này thì từ từ chúng ta đã thấy được sức mạnh của Rifle rất là lớn nha. Mặc dù là ở những cái phạm vi ngắn nhưng mà sát thương chúng ta cũng nó nằm ở một cái tầm rồi các bạn. So với lại những cái rồng khác á, là nó là như vậy. Đấy, sát thương rất là cao nha, nằm trong top những cái rồng luôn á. Và đây, Rod Nerd các bạn. Đó. Thì bây giờ biết chúng ta sẽ mở ra chú rồng gì. Mình mong là mở ra rồng chúng ta chưa có. Chưa có thì cũng có nhiều, nhưng mà nếu mà mở ra những rồng khác là Wadafu, khác là Bio và khác chú rồng Randy chúng ta mới mở thì nó sẽ ngon hơn. Và mình nghi là mở ra Unsuper các bạn, là Unsuper á. Các bạn thì nghĩ là mở ra chú rồng gì? Ta cùng nhau đoán nha. Thì chúng ta sẽ tiếp tục là đoán sẽ mở ra chú rồng ta có rồi hay chưa nha. Mà ở đây có rồi của mình là theo nghĩa là đối với ba nick luôn nha. Chúng ta là nick này thì có thể là chúng ta khó mở ra, là một lần nữa chúng ta mở ra Grudner lắm. Làm gì mà hai lần mà chúng ta lại mở ra một chú rồng Grudner với các bạn. Đó, nói thì nói vậy nhưng mà không biết chú rồng nào đây. Mở ra nào. Ui trời ơi các bạn. Trời ơi, đại sư luôn. Trời ơi, không ngờ là nick chính của chúng ta lại mở ra chú rồng Hexa Vampire luôn các bạn. Wow, phải nói là rất là ngon các bạn. So với lại những chú rồng ở trong quả trứng chúng ta có thể mở ra thì có thể nói là chú rồng Hexa này là ngon nhất nhì rồi. Đấy, không nói nhiều các bạn. Chú rồng này và chú rồng Sinfu là một trong hai chú rồng ngon nhất nhì ở trong cái rương quả trứng này mà chúng ta có thể mở ra. Thì đây mình mở ra Hexa luôn các bạn. Đó là bất ngờ ngoài dự tính luôn. Quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời các bạn. Rồi, nhiều khi mình muốn là khoe ảnh luôn chứ là không có khoe quả trứng mở ra cái gì nữa các bạn. Trời ơi, mở ra gọi là ngon thế lầy thì. Ok, thì mình sẽ điểm sơ qua về chú rồng Hexa này nha. Để mình up ra cái đạn. À, không nè. Coi ở trong đây xem thế nào. Đây ta sẽ bấm vào ở trong bộ bóc nha. Đây. Và Fabio. Khi mà cái bộ bóc của những chú rồng mà kiểu như là đây, rồng Corrupted Meta gọi là sự kết hợp giữa rồng Titan và Vampire thì wow. Cái này chú rồng này mà có răng nanh đây luôn các bạn. Răng nanh là kiểu mà đánh trong PvP chết á. Trời, để mà like được luôn. Chắc là mới ra mình còn chưa có nói nhiều các bạn mua được luôn. À thì chắc là không có chuyện đó đâu. Cái này là sự kiện này. Cái dấu này dấu sự kiện các bạn. Này, dấu này phải đúng này. Đó thì chúng ta sẽ gọi là tiếc, nói chung là từ từ chúng ta cũng sẽ có cơ hội để sở hữu thôi. Các bạn gọi là đừng lo lắng, nhưng mà nhiều khi lại không ngon bằng những rồng Vampire thuần khiết các bạn. Mà nếu mà cắt 10 thì chắc ngon ấy. Đây, trong bộ bóc 2 nè. Thì đây mình bấm vào chắc là đây là chú rồng Bio nè. Bio thì mình có rồi nha. Rồng Usurper nè,
và chú rồng Gandhi. Tất cả chú rồng này thì chúng ta sẽ có được chú rồng Blessed God. Blessed God thì nói chung mình có rồi. Bên nick chính của chúng ta cũng có Blessed God rồi nha các bạn. Đây, chú rồng Hexa Warrior. Thì chúng ta sẽ có hệ đầu tiên là hệ Rimal. Tuy nhiên hệ Rimal đang có một sự đe dọa. Mình nói lại nó nhầm các bạn. Hệ đầu tiên là hệ Bua. Tuy nhiên hệ Bua lại có một cái sự đe dọa là do hiện tại những chú rồng Primal đang khá là hot pick. Mình nói là hot pick ở chỗ là tại vì á, những chú rồng mà chúng ta lấy mạnh ở trong rương clan á thì nhiều rank được rương 6 và chúng ta lấy mạnh và chúng ta nâng sao lên khá là VIP và khá là mạnh luôn. Cho nên nếu như gọi là chúng ta những chú rồng mà có hệ Bua giống như là chú rồng Hexa hay những rồng khác á, chúng ta gặp phải những cái độ chiến hạm về Primal thì có nước mà chúng ta gọi là ngậm hành thôi các bạn. Vì những chú rồng ở trong cửa lan, rương cửa lan thì đa phần đều là hầu như là mặc định là đều có hệ Primal trong đó. Nên chúng ta gọi là mặc dù có hệ Bua đầu tiên nhưng không phải là ngon đâu nha. Ngon thì kiểu như là ngày xưa là X Primal là kiểu như là hệ ngon nhất luôn á. Mà giờ thì thấy là khá là nguy hiểm các bạn. Mặc dù là chỉ bị khắc về một hệ thôi, nhưng mà chúng ta cũng chỉ khắc chế được một hệ thôi các bạn. Rồi hệ bóng tối nè sẽ là skill mà đam từ 3 tới 6 và là lần cộng dồn ấy. Và hệ lửa với lại hệ đấu sĩ thì đó như vậy, nhưng mà cũng ngon nha. Ok, thì có lẽ khi nào mà chúng ta đạt được một thành tựu gì đó mình sẽ làm video xếp hạng về sức mạnh của gọi là tất cả chú rồng Vampire là ở trong boss thuộc dòng Vampire nha. Chứ còn mà chú rồng Vampire mà kiểu có một chú rồng Vampire này, mình sâu cho các bạn xem chữ Vampire đầu tiên nha. Và mà gọi là thực ra là Vampire các bạn, mình hay gọi đọc khá là việt súp á. Đây gọi là có hai chú rồng khác không phải là trong dòng tộc nhưng mà cũng có là chữ Vampire nha. Đây, một là chú rồng Vampire C và hai là một cô nàng Vampire Dragon các bạn. Gọi là Vampire nhưng mà Bio này là có thêm cái chữ hai chữ S luôn á. Đây này, hai chữ S luôn nè. Còn đây là Vampire mà trong tên thôi, chữ tên đó. Cái này chắc là Vampire thuần chủng. Nhiều khi là chúng ta gọi là xếp thì chúng ta xếp cho hai chú rồng này vô luôn. Một cái chú rồng xếp hạng 12 là chú rồng này, 11 là chú rồng này, đó. Rồi hạng 10 là chú rồng nào đó trong đây. Rồi hạng 1, hạng 10, hạng 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đấy. Thì có lẽ khi nào mình rảnh và đạt được thành tựu gì đó mình sẽ làm video này. Chúng ta cũng mong chờ thôi, để cho nhiều bạn ta biết và người ta chọn rồng nữa. Rồi, chúng ta sẽ up cho rồng này ra nha. Trong đây thì quả trứng thần đã vơ dần rồi. Wow, Titan Terra. Trời, có một chú rồng là Titan, quả trứng Titan Terra lạc trôi đây nhỉ. Lạc trôi các bạn. Mình đặt ra luôn nha. Ok, đặt ra rồi bán. Ta gọi là bán quen tay đi. Rồng xịn sò chúng ta không nên là quen tay như vậy. Kiểu như rồng up lâu á, chúng ta không nên quen tay như vậy. Đây, ôi ngon lành luôn. Là chúng ta bên đây không cần summon còn có luôn á. Quá tuyệt vời. Đó, thì đó là như vậy nha các bạn. Ta gọi là 2 ngày nữa thì có gì mà mình cũng sẽ review về chú rồng này sau nha. Chung là nếu mà chú rồng Vampire nào thì ở những cái cấp độ thấp thì nó cũng không có là quá là gây được nhiều điểm nhấn đâu, mà vẫn review sơ nét về nó. Đây, đến ở trong đây đến cả Blood God mọi người đâu nên sao mình để dành cho Nissery á. Chung là Nissery chính ta hy sinh quá nhiều. Đó là như vậy. Ok, mặc dù là như vậy mà thu vàng nhìn cũng sướng sướng mà các bạn. Ok, và video chúng ta đến là hết rồi. Hẹn gặp lại trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.